Xin chào các bạn, mình với anh ba đang đi hái lấy cách. Hôm nay chúng ta sang bánh khọt. Hôm nay chị ba làm bánh khọt cho hai anh em mình ăn. Lấy cách non ghê không? Cách non, ngon nhất. Đây lấy cách nhỏ xíu. Ăn cái bụi đó kìa, hay kìa. Cái bự đó kìa. Đó. Quá trời non luôn, này là vô cuốn bánh khọt ăn là quá cháy luôn nha các bạn. Có cái kia bự nữa kìa các bạn. Đã không? Em, bữa nay đổ bánh khọt ăn chơi nè. Đó, rau này là rau lấy cách hái nè các bạn. Thêm mua thêm vài gọng rau cải xanh đó. Mình cuốn mình ăn. Đó. Mà này như là ăn được hết á. Thơm mùi lấy cách ghê chưa? Ê. Nghe mùi thèm lương ôm. Lương ôm ớt. Ớt lấy cách. Món nào chưa cái gì chưa mà bắt đầu thèm tới món khác rồi, khỏi sống mập. Gọi này gì nó ngon quá trời ngon trời. Mới bẻ vô ngon ghê ha. Hấp dẫn ha. Để cái nó giặt ủ mau giặt lắm á. Cái cách này cũng đâu có gì đâu à. Nó rửa nhiều rửa bụi chứ rửa bụi thôi. Trời ơi đúng rồi, nó không có sâu, nó không có xịt. Không có thuốc thôi gì hết, nằm làm thuốc trên cao nữa. Thôi nhưng mà mình phải rửa sạch lại. Thì này mình chủ yếu là mình rửa bụi á. Rửa ngay ba nước rồi á. Ăn rau phải rửa cho kỹ, đồ tay mình ăn này đang sống không à. Ăn sống mà rửa không kỹ ăn nhát miệng lắm mày ơi. Nè, ở thăm đó là mấy người hoa lên nuôi hay gì. Chờ chín đi rồi mình mới để làm nhân bánh được. Mình thôi vô bánh bột nó mau chín lắm. Này chỉ bột mình làm mình chín không để tép lên trên mặt. Không, lúc mình đổ là mình để tép vô liền nhưng mà để luôn hả? Tép phải chín trước. Tép nhỏ là được rồi. Làm xào với hành nha. Có tỏi không anh chị ba? Không, chị ba sao mà. Mình muốn thọt không có làm tỏi. Mình hành. Wow, tỏi tỏi chạy lên cũng thơm nữa, tỏi hành. Cái hành chạy lên cũng thơm nữa. Làm bánh khọt này mình cũng làm tép cũng không cần bự lắm đâu. Nhỏ được rồi. Rồi, mình đảo được, mình cho tí bột nêm vô là được rồi. Bột nêm thôi hả? Ừ, không còn gì hết. Đây còn bột rồi nó có vị béo, ngọt, riêng của nó rồi. Cái này mình xài bột sẵn, bột sẵn mua chợ cho các bạn. Chứ không có phải là bột xay mình pha ở nhà. Cho nên bột trong đó thì nó có sẵn gia vị hết rồi. Nhưng mà mình về mình cũng phải là nước dừa thêm chứ, mà nó mới béo không thôi, bột nó đâu có béo không đâu. Thêm nước cốt dừa nữa. Xào cho nó chín tép lên là được rồi. Tép này nè, cái vỏ nó mềm lắm nên mình không cần lột vỏ ra đâu. Tiến hành mình đổ bánh thọ he, mình vắt nước cốt dừa. Vắt cốt dừa thì mình cho miếng nước sôi vào đây đi. Để nó ra cái nước cốt nhiều cho nó ngon. Cái này mình để nước sôi cho nên mình để một hồi mình thấy vắt nữa không nóng lắm. Đổ cho dừa nước đặng hồi mình pha với bột luôn, khỏi nó công vắt hai ba lần nước cũng được. Khuôn bánh khọt 2, 4, 6, 7, 10 cái. Chị ba mua bột bánh xèo
Nhưng mà bột bánh xèo với bột bánh thọt thì đổ cũng giống nhau. Bánh bột này thì mình đổ ngon lắm á. Giờ mình tiến hành mình pha bột ha. Mấy cái bà Thi ở nhà cho bà Thi ăn bánh cọt. Khói lắm à. Mình cho miếng đường trước đi. Đường ngọt. Miếng đen nha. Vì bột trong đây nó có muối sẵn rồi, nhưng một hồi mình nêm lại thôi, vừa ăn không rồi ha. Nêm lại. Mình cho thêm miếng bột nghệ nữa cho nó vàng cho đẹp. Như bột này nó không có vàng sẵn hay gì bà? Nó vàng mà nó vàng theo cái độ vàng của nó có ít lắm. Cho thêm bột nghệ. Ừ. Mình cho nó thêm miếng bột nghệ vậy đi. Chừng hồi cái mình dắt nước cốt dừa vô là nó đẹp không. Cho thêm trứng vịt vào trong đây nè, là nó sẽ chóc nó ngon lắm. Trứng gà mình xài trứng gà được không? Được. Có trứng gà xài trứng gà, có trứng vịt xài trứng vịt ha. Thì mình đánh cái trứng vịt này lên cho nó tan ra đi, rồi mình pha sao. Nhưng mà có trứng vịt này vô nữa cái nó cũng màu nó cũng đẹp luôn. Tùy theo cái lượng bột mình nhiều hết rồi mình bỏ nó hai trứng cũng được. Hồi này chị ba đổ không được bột nên để một trứng thôi. Trời ơi, mày cầu thêm giống như lượng nước nãy nữa đủ. Thơm không? Bột thơm không? Bột này người ta làm sẵn rồi. Còn bình thường nếu mình không mấy thì mình vẫn mua bột ở ngoài mình về mình pha lại cũng được nữa. Nhưng mà vậy cũng mất công. Nên mình ăn ít thì mình làm cái bột này nó tiện hơn. Còn mình ăn lượng số lượng nhiều thì mình làm nó rẻ hơn. Mua bột về mình pha ha, rẻ hơn ha. Ừ, nó rẻ hơn. Mình pha tại vì nó bột cũng rẻ hơn. Giờ mình quậy cho nó tan bột ra. Mình trong trong bột có hành sẵn. Ừ. Hành khô. Ừ, để thêm hành của mình nữa mới được, nó mới ngon. Ủa, mùi thơm bột nó thơm. Rồi để thêm ngành với hành với ngò gí. Nè bây giờ mình cho hộp vịt vô luôn, mình quậy luôn. Con vịt này là cho tác dụng nó chốc mà. Ừ, với thêm một miếng rượu nữa mà cái này mình xài mình chảo chống dính nên chị ba không có để rượu. Cái này không có rượu nữa. Phải đi mua có chút mất công quá. Cái khuôn này là cái khuôn bằng giống như chống dính vậy đó. Nó chán thì một lớp chống dính. Ừ. Cho nên mình xài nó không có hao dầu, nó dễ chốc lắm. Phần nhân này một hồi mình sẽ cho thêm một miếng thịt bằm lên nữa nha. Đúng không? Nè, nêm miếng thử coi. Màu gì sao? Béo. Độ vừa luôn rồi đó. Cần thêm gì nữa không? Chị ba thấy thích ăn hậu nó hơi ngọt ngọt chút thì chị ba nên chắc thêm chút xíu đường nữa. Chờ lại miếng hành để hồi chị ba xài nấu canh chuyện khác. Không cần nhiều hành lắm. Đó. Dẫn chưa? Em cho cái này nó nóng lên thiệt là nóng rồi nha. Mình cho dầu vô. Bây giờ mình đổ bánh xèo nha. Ý là không đổ bánh cọt. Quét dầu vô. Ít thôi. Tại cái này nó bằng chứng dính.
nhưng mà mình cũng phải có dầu đúng không, cái bánh nó khô lắm không có ngon. Này là nước mắm tỏi ớt nữa các bạn. Nào các bạn muốn mà tỏi với ớt nó nổ lên á, mình quậy đường, nước mắm, chanh đồ vô trước, mình phải đổ tỏi với ớt lên nó nổ lên đây đẹp không? Đó. Mấy mình để nó trước cho mình quậy thì nó hơi chìm mà. Này là nhân nè, tép với thịt xào. Rồi chị ba đổ nha. Mình cho phần nhân lên, mở lửa nhỏ thôi. Phần nhân này là nó chín rồi nha các bạn. Đó, nhân với thịt. Một cái là một con. Ừ. Tại mình đổ cũng hơi nhiều. Để con tép trên mặt vậy nè, cho nó ngon. Đẹp nữa. Đây này, có tép chưa? Rồi đó, có tép rồi đó. Sao chị mất tiêu rồi? Đây, bột, bột nó còn lỏng. À, rồi giờ mình đậy nắp. Thi cũng học nghề của mẹ nữa nè. Cái chảo này một hồi mà nó nóng rồi là mình làm ngon lắm. Thi cũng mê phim nữa kìa. À, lấy một cái dĩa, hả? Cái vuông này mình đem qua đây mình giúp luôn ha. Ừ. Có em đã chuẩn bị cho chị sẵn cái mâm có lá chuối luôn nè. Quá, rất là đẹp luôn. Đẹp luôn. Làm đơn giản, không như bánh xèo. Không, không nói với cha nhà mới thi. Nói ờ mấy bạn cho mẹ mẹ mình đẻo bánh khọt nè. Bánh khọt mẹ tôi làm. Cái xấu xí. Bụng không? Giấy tốn lên nè. Chừng nào chín thì hồi nó bột nó trong lại là nó chín. Chừng nào điện thoại hết pin là chín đó. Này cho tao biết cái ghế nè. Em thôi ngồi hồi là đợi này là xỉu luôn à. Xỉu thiệt luôn á, chứ mới chơi đâu. Ủa, nóng dữ rồi đó. Nghe mùi thơm rồi đó. Màu. À, để em sắp rau lên. Wow. Chính là tướng ơi. Mẻ đầu tiên đã thành công. Wow. Dưới vàng, ở dưới vàng đã không? Hấp dẫn không? Nè, mình nè. Đó, vàng vừa ăn lắm. Ừ. Ha. Đó. Không biết ngon hay không mà nhìn là thấy thèm rồi đó. Nhưng mà thật sự béo lắm. Béo nãy chị ba có thử bột sống đó. Béo. Béo ngậy luôn. Này 2 4 6 7 cái, mỗi lần đổ 7 cái. Này mình đổ lưng thôi. Thấy hồi mình còn phải bỏ nhân vô nó chèn lên khi nó lâu chín. Nè, tặng chị với rau là thử độc. Thử miếng ha. À, lấy nước mắm nữa, lấy cái chén lấy nước mắm nữa. Rồi, miếng thôi. Thử cái đấy ra. Thử đi. Này 30 phút mới phát huy tác dụng. Lắm rồi nha. Thơm không? Thơm. Chị thấy thơm rồi đó. Thấy không? Để dừng. Đều không nha. Miếng rau này đi. Thêm miếng xà lách nữa. Thôi. Mấy lộn gì cải xanh. Cuốn đủ rau rồi mới ngon.
này rau này là phải cái bánh này là phải rau rau nhiều bánh sợ này đưa anh ba ăn nếu có rau là cho thấy nha, thấy thèm luôn á. Đây mình ăn trước vậy ngon à. Ngon hơn tới giờ mình đổ xong là đã no rồi. No rồi. Chào được không? Béo không? Béo lắm. Vừa ăn, quan trọng là nước mắm nha. Nước mắm bánh xèo, bánh khọt rồi là ngon không là nước mắm. Rau nhiều mới chịu nha. Rau ít là không ăn à. Ăn này không? Không, nó không ăn. Đó. Đây. Nè. Chấm vô. Đó, xèo kìa. Thử nha. Nó thơm. Cái cảm nhận đầu tiên cho mình ăn vô là nó cái mùi nó thơm nè, xong tới béo, mùi rau, rau này mình ăn thấy ăn rau nhiều nó không có bị ngán. Vậy mình ăn với nó thơm hả? Nó cách nè, nó thơm. Nó cách thì ba lặt nó hơi già, nhưng mà mình có gan mình ăn được. Nó hơi già già. Được rồi, ngày bán được rồi chú ba ơi. Định mở bán á. Ai ăn ship luôn. Có ship tận nhà luôn không? Mở dịch vụ luôn. Cái này mình để cho nó chín, mình được cái bụng gì tới nó nữa đó. Ơi ngồi chút đi, mở giờ qua. Rồi ngồi. Đấy, hát cho nghe mày. Em hát là khỏi đau khỏi đổ theo luôn, rồi, khỏi đổ đổ hết ba bột là hát được không biết như vậy. À, chuẩn bị rau sống nè, lá cách nè, chuẩn bị ăn thôi, chuẩn bị ăn thôi. Rồi mời cả nhà ăn bánh khọt. Cũng rau ăn đi. Rau, không? Không ăn rau con. Sao bánh khọt không ăn rau mà ngán vậy sao? Ngán lắm đó. Nè, có anh ba anh cuốn kìa. Rau rồi nó nhắc tới anh ba. Vô luôn chứ. Vô đi. Rồi, đi. Làm tính. Làm chứ. Đói rồi. Chị ba ăn dụng nữa hai cái rồi. Cháu mang rau con. Không biết rau nó gì ăn. Đó nè, ăn nó như cha nè. Không mang rau được thì ăn không? Ở đây hơi gói nè. Nè, đây nè. Vậy nè. Chân cái cũng còn để lên. Quá trời. Quấn lại. Lại. Không. Rồi mới quấn thòng này lên chặt miếng nè. Ăn thòng béo mà. Béo màu ngán. Hai ăn thòng ăn chục cái là ngán rồi. Béo quá béo luôn à. Tiên vô là đi, là ngon lắm đi. Rồi con ngọt lắm. Xin dạy cho con làm thử thôi. Ngon quá. Mấy cái nóng nữa lên nè. Nó thổi nè.
Cua bốc khói. Cua bốc khói luôn rồi. Quá ngon. Được không? Được. Chú lại nắp lên cho mẹ chưa? Không nha. Để nguyên được chưa? Bò một cái mét một bát. Có để thịt không? Tiền hiểu ý, trả lời mọc liền.